Em xin chào các bác, thì hôm nay thì tiện một đơn hàng của một số bác khách thì có qua cửa hàng thì các bác ý đã chốt lấy một cái bộ combo âm thanh. Thì với cái bộ sản phẩm này với cái khung giá là dưới 12 triệu đồng các bác nhé. Xin lỗi các bác là xin lỗi các bác là dưới 22 triệu đồng các bác nhé, dưới 22 triệu đồng. Thì với cái combo này với cái chi phí thì rất là hợp lý, và cái combo này thì sẽ phục vụ ở cái mặt sàn độ khoảng di động từ khoảng 20 đến 50 mét vuông để chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là tốt nhất. Thì ở đây trong cái sản phẩm hôm nay thì sẽ có một con đẩy Crown XLI 2500. Với con đẩy này với khung giá là dưới 5 triệu đồng này các bác này. Tiếp đến là con vang số chỉnh cơ đời cao bây giờ, cái con này đứng đầu thị trường luôn các bác nhé. Đến từ thương hiệu là DB Acoustic và mã sản phẩm mà con này là con KM330 Pro. Đó là vang số nhưng mà toàn bộ chỉnh bằng cơ, rất là dễ sử dụng. Tiếp đến cái con vang này thì với cái tầm giá là dưới 3 triệu đồng, hàng chính hãng 100%. Và ở đây tiếp đến đó là một cái bộ mic không dây hàng chính hãng đến từ thương hiệu là Next Acoustic, và mã sản phẩm của con này là con Von nhé các bác nhé. Đây là hai cái tai mic này của V Audio, và mic này mic đời cao và có đầy đủ tất cả những cái chế độ tắt chờ này, chế độ ngắt gia tốc đều có. Tiếp đến đó là một cục loa súp điện bass 30 B3, cái con này thì là tiếng bass rất là sâu và nghe rất là chắc tiếng các bác nhé. Tiếp đến là một đôi loa full đơn bass 30 hàng của bên BF Audio các bác nhé, BF Audio. Thì với cái loa này thì tiếng rất là sáng, và tiếng bass rất là lực, rất là tròn. Thì khi mà các bác hoạt động ở cái mặt sàn độ khoảng 20 đến 50 mét vuông thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả rất là tốt. Ở đây thì em đang sử dụng ở cái mặt sàn 100 mét vuông nhưng mà ra cái âm thanh tiếng nó cũng rất là đầy đặn và tiếng nó rất là hay. Thì cái con này thì em nhắc lại nó sẽ phù hợp nhất khi mà các bác sử dụng ở cái mặt sàn độ khoảng 20 đến 50 mét vuông. Có nghĩa là mặt sàn rộng hơn thì vẫn ok, nhưng mà để mà hay nhất mà tối ưu nhất cái âm thanh thì nó sẽ hoạt động tốt ở mặt sàn độ khoảng 20 đến 50 mét vuông. Và bây giờ thì em sẽ thử lại cho các bác nghe cái phần âm thanh ở trên cái combo sản phẩm này. Nhắc lại cái combo sản phẩm này là dưới 22 triệu đồng các bác nhé. Và trong cái combo sản phẩm ở đây thì sẽ có một cái loa súp điện bass 30. Thì lưu ý cho các bác thì khi mà các bác bổ sung thêm cái bộ dàn âm thanh mà có cái loa súp thì các bác nghe cái tiếng bass nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ uy lực hơn, đặc biệt là khi mà chúng ta hát karaoke thì nghe tiếng bass nó sẽ ấm hơn và nó sẽ hay hơn, và nghe những cái bài nhạc mạnh thì cái hiệu ứng âm thanh về tiếng bass nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và trong cái video này em nhấn mạnh cho các bác là khi mà các bác muốn sử dụng, muốn sở hữu một dòng vang số với nhiều tính năng, với nhiều ưu việt trên những cái con chip số, nhưng mà phải đòi hỏi là con vang nó phải dễ sử dụng và dễ khai thác và dễ chỉnh, thì đây là cái mã đầu tiên mà các bác nên lựa chọn, đó là con KM330 Pro đứng đầu tại thị trường Việt Nam luôn các bác nhé. Tiếp đến là bộ mic không dây ở trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng mic không dây khác nhau. Thì cái bộ mic này với cái khung giá là dưới 4 triệu 500 nghìn thì cũng đây là một cái dòng đời cao, một cái hàng xịn của bên Next Acoustic. Thì cái con này thì nó có đầy đủ tất cả chế độ và âm thanh tiếng nó rất là khỏe, và đặc biệt là sóng rất là ổn định và rất là xa. Dòng mic của V Audio các bác nhé. Tiếp đến là cái đôi loa full của bên PF Audio. Thì thưa các bác là trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những hãng, và hàng Việt Nam thì chủ yếu đến hơn 90% là sản xuất tại Trung Quốc. Và cái hàng này là cũng là hàng sản xuất nguyên chiếc ở Trung Quốc và nhập khẩu về Việt Nam. Có công ty nhập khẩu đàng hoàng, chính ngạch có COCQ đàng hoàng các bác nhé. Thì cái âm thanh của cái loa này thì cái đầu tư chi phí nó rất là hợp lý. Các bác sẽ đầu tư độ khoảng dưới 7 triệu 500 nghìn. Nhưng nó được một đôi loa là bóc hộp và hàng chính hãng. Tiếng âm thanh rất là hay, tiếng bass rất là dày dặn luôn các bác nhé. Đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic ở trên hệ thống này. Đây là cái mic, và cái mic này thì có đầy đủ tất cả những cái